Vàng của hó nè, bữa nay ha chị hai với John về sớm nè, rồi xong rồi rước hai, cứ anh John với chị hai xong rồi lại rước em dắt, thì em dắt nó vui quá trời luôn. Ông bà cô chú ơi, Halloween sắp tới nè, chị hai hồi sáng vẽ cái mặt nè, ông bà chú thấy đẹp không bà chú ơi? Ông bà chú thấy chị hai vẽ đẹp không nè ông bà chú? Nhìn không ra luôn á chị hai, nhìn cái mặt chị hai thấy sợ quá. Chị hai sáng chị hai chuẩn bị dậy dậy sớm á, chị hai vẽ. Bữa nay trường đi vô, mấy đứa nhỏ vô học xong rồi ngày tuần tới là nghỉ một tuần á cả nhà. Cho nên trường ăn trước Halloween trước mấy ngày. Cho nên là sáng đứa nào đi học cũng vẽ. Chỉ có em John nó làm biếng, nó không muốn vẽ. Coi kìa. Đây nè chị hai nè, chị hai lại gần hay trong bà cô chú coi coi. Chị hai cười cái gì vậy? Chai vẽ mặt mẹ, nhìn nó mặt kỳ quá. Nhìn mặt nó làm như nó nhỏ lại rồi xong rồi. Xong cái mỏ nó nhỏ lại. Lá chừng nào người ta rụng mấy cái cây này rụng hết nè ông bậu chú ơi. Chừng nào nó rụng hết trơn rồi bắt đầu người ta lấy máy người ta thổi người ta gom lại, xong rồi bắt đầu người ta hốt cho nó sạch sẽ cả nhà. Giờ này nó chưa có rụng sạch hết đâu, cho nên người ta còn chờ cả nhà. Ồ em dắt bữa nay nó vui, nó đang săn, nó nhìn thấy chị hai nó vui quá trời. Thôi đi về đi nè, đi về mấy đứa có muốn đi chợ không? Không đi chợ hay ngày mai ngày gì mình mới đi chợ mua kẹo mua gì á để chuẩn bị Halloween nha hả? Vậy bữa nay phải đi chợ phải không? Hồi sáng mẹ có đi bác sĩ rồi. Mai mới đi hả? Mua kẹo cho ngày đó. Bữa nay không đi hả? Ngày mai mua kẹo cho Halloween. Trời ơi, mua kẹo cho ngày mai rồi, mua kẹo cho Halloween luôn. Đi nè dắt ơi, trời ơi nó lăn xăng bây giờ nó không chịu về kìa. Đi về. Ôi ô bây giờ nó khỉ lắm ông bà chú ơi, nó vui lắm đi học ha, đợi rước nó hả? Nó bây giờ nó đánh. lăn xăng à. Đi nè, nó thấy mà có anh John đợi rước nó hả là nó lăn xăng dữ lắm. Nó quậy y chang giống như anh John vậy đó. Đó, nó thấy anh John không mặc áo giá cả cái nó cũng không mặc áo giả lạnh theo luôn. Coi té đó nha. Bây giờ hai vợ chồng tới đây để dục gác nè ông bà chú ơi. Dục gác còn thêm 10 phút nữa thôi. 4 giờ người ta đóng cửa. Đó nè. John đi phụ ba hả? John đi phụ ba dùng gác hả? Giỏi dữ người ta. Cái đồ thay tã của em dắt, giờ em dắt đớn rồi. Dục luôn ông bà chú ơi. Khỏi ăn nằm cái đó nữa đâu. Dục mấy cái cây, mấy cái dáng này nè. Đó, John nó đi xuống phụ với ba nó dục dáng, dục cây. Dắt ơi à, anh John đi phụ ba hả? Anh John phụ ba, dắt có phụ ba không? Dắt có phụ ba dục cây không? Anh John giỏi quá ta. John nó giỏi ghê luôn á. Mình xuống, trời xuống coi cái chỗ em. Thêm 10 phút nữa người ta đóng cửa cái nhà. 10 phút là đóng cửa là không cho vô dục nữa. John dục đàng hoàng coi. John dục đàng hoàng coi chừng trúng cái John. Ừ, giỏi quá ta. Ôi trời, con nấy miếng đó dài dữ. Ôi trời, nặng rồi John. Có chân nặng nha. Dục gác hả? Sắp sửa tới giờ người ta lên kiểm tra cả nhà. Coi người ta. Sợ quá. Làm gì vậy? Hả?
Tại vì giờ sắp đóng cửa là mấy người quản lý ở chỗ nhà rác á, là coi cái nào nó hơi nhiều xíu là người ta khởi động mấy cái máy móc này nè, cho nó cát, cho nó nằm xuống, cho nó xẹp xuống cả nhà. John kìa, John thấy xuống John, 1, 2, 3. Giỏi dữ ta. Sợ không? John sợ không John? Chưa John, John còn cái khác nè, John ơi, còn cái giấy nè, dục ở đâu John? Hay rồi. Cái ông bạn cái đèn mình mua mấy năm trước à, xong rồi đâu có xài đâu có nhà, xong bây giờ đem đi dục luôn cho rồi, chứ để mình không xài á để nó bụi cũng vậy. Ê, cái đó không phải dục ở chỗ đó đâu nghe, từ từ nha, cái đèn cao hơn John luôn á. Kìa, đi theo ba kìa, coi nó ở đâu. Ba đi dục cái mách tả ở đâu? Thôi kìa, nó cầm cái đèn đó nó để ở đây luôn à. Đèn này nó không có bị hư đâu cả nhà, hồi mua tới giờ không có xài luôn á. Nhưng mà cái đèn ngủ mà nó tới ba cái bóng bự quá, ai đâu xài sáng cái gì. Nhân với ba đi tới đẳng nè. Kẹt xe nè ông bộ chú ơi. Cái khúc đằng kia đó, cái nhà nước xây cái nhà Polis nó sắp sửa nó làm cái đường hầm chạy luồn xuống dưới cầu, cho nên hả nó để mấy bữa nữa nó mới chặn cái khúc này, nó không có cho nó đi qua nữa. Mà sao mà bữa nay mà sao mà kẹt ở chỗ này vậy? Thì bữa nay bắt đầu nó làm mà không biết nữa, nó để bạn đây lèn gì tùm lum, tuần tới bắt đầu nó cấm rồi đó, cấm không chạy ngang qua đây. Xe này. Ồ. Ồ. Này đâu đâu nào. Này. Đây, nó lại sắp sửa làm luồn qua, làm cái đường hầm cái qua. Wow. Đường hầm ở cái nhà Polis ở phía bên đây. Xong rồi làm luồn qua cái nhà phía bên đây là hai căn nó sẽ kết nối với nhau cả nhà, cho nên cái cầu rất là hay. Chiều nay đòi ăn chiên cá đắc trộn cơm nè ông bà cô chú ơi. Đây cơm mình bới sẵn đây, chiên xong mình bỏ qua rồi bắt đầu trộn cơm ăn gì mà ha. Mấy đứa con ăn rất là ngon. Dắt mông mông nè con. Mông nè. Ông bà cô chú ơi, em dắt đi chợ, em dắt mua được cái thùng để mà nữa hồi đi xin kẹo. Bye bye Eta. Ui, ông ơi, ông mê đôi giày, ông mê đôi giày này ghê luôn á. Về tới là ông cứ sọc đôi giày đó, ông đi vòng vòng à. Hả? Cái này nè. Ừ, cái này nó hồi cho con đi xin kẹo nha. Ở đi xin kẹo Halloween nha. Ok. Mẹ ơi, vô nó bỏ được lại. Đi không mẹ bỏ. Vô nói nó nhiều, nó cay đó cho anh. Đi không mẹ đủ rồi con. Plastic cái mikiri xong phụ đơn hà ra dùng. Đi ta nó sẽ đâm lại. Rồi đủ rồi. Em ăn nghe. Gì? Chờ gì? Hai, một, bỏ chú ăn. Chị hai chú có rửa mặt luôn nè. Mời chú ăn coi kìa, ngậm miệng luôn rồi. Cái gì á, đứng hình luôn rồi, cay hả? Gì á, trời đất ơi. Gọi cho anh múc con. Trời, ủa cho anh nó lấy cái muỗng đi, nó chạy đi đâu rồi? Dắt hả? Ở dắt chứ, dắt đi John, mẹ cứ nói lộn, mẹ bây giờ ghét là giống má nè. Lớn tuổi nó kêu đứa này cái quên tên đứa kia. Dạ, tôi đi lên thôi anh. Ừ, chúng ta đây. Jessica đưa cái muỗng cho ba. Ba có muỗng. Để đó. Dạ. Đứa nhớ mẹ. Nó...
nhanh gọn lẹ ông bầu chú ơi, món này ha nhanh gọn lẹ mà mấy con ăn ngon nữa, chồng hót cũng ăn rất là ngon luôn món này. Dắt mông nè, dắt con, dắt nó đang ăn kẹo nó còn chưa đâu. Trời ơi, trời chết rồi, con ngồi, trời ơi, ba bỏ tương ớt rồi. Ba có trộn. Ba không trộn, ba để gì? Ba để gì luôn? Anh cho Google đi. Nó phá cho tôi, nó phá nha. Má mày cho ăn đòn nghe dắt. Ngon không? Các bạn ngon không? Ngon. Ngon. What the fuck you get that? Yummy. I like what it goes. Không ăn kẹo nhiều nghe không? Không ăn kẹo nhiều không? Không nhắc được có một cái kẹo thôi. Ừ, nghe không? Nó cắn cho mau bể, cho mau hết á. Nó thấy gì ai có kẹo nó muốn cắn cho nó mau hết ra, thấy chưa? Nó không nút nữa mà nó cắn, nó nhai, thấy chưa? Nó nhai gộp gộp kìa. Rồi, nó nhai hết rồi đó. Trời ơi, nó nhai cờ đó kìa ông bầu chú ơi. Găng của nó lợi hại chưa? Nó bị đốm mà nó găng nó lợi hại chưa? Trời ơi. Mới bị lớn mà cái găng lợi hại nhai cờ đó. Nhai gục gục luôn rồi. Trời ơi, chị hai bữa nay á, vẽ cái mặt rồi xong mặc nguyên bộ đồ màu đen nữa. Sớm sớm mà không có đèn á, nhìn chị hai hấp hồn. Hồi sáng chị hai, tự nhiên mẹ nó... mẹ đang ngủ cái đó, mẹ ơi, mẹ tưởng nó chuyện gì, nó nói, con cái gì á, mà mẹ đâu có nhìn thấy cái phần chị hai. Mẹ ơi, con vẽ gì được không? Trời ơi, mẹ nhìn mơ mơ màng màng sao thấy hai cái tục đen, còn cái kia mẹ không thấy, làm muốn hồn cái gì á. John sao mà không vẽ cái thẹo á, vẽ cái miệng ra nó bị tét tè đẹp vậy nè. Lớp nào hai hả? Dạ đây. Không, cái kia nó cái kia màu đỏ với màu trắng hả? Ừ. Lớn. Đúng rồi, cái ông mà ha, cái miệng tè vậy đó. Hả? Cái gì? Ăn cơm nè, mà ăn cơm nha. Nó thấy tụi nó thấy kẹo nó mẹ. Chị hai đừng có cho nó kẹo nữa nghe chị hai. Nó ăn nó mê đó, để kẹo đi giấu à. Dạ. Yeah. Hả? Nè. Nè. Trời ơi trời. Có kìa. Nãy đi chợ. Ấy chồng hết đi chợ mua mấy cái giặt rồi giặt nên tin đi mua cái miếng này, mua cái này nè để mà bắn ngay chỗ này nè cho nó vô cho nó che lại đó cả nhà, cho nó đó, ở bên đây miếng nữa nè, chồng hết đang đó, có cái đằng ở chỗ này nữa, chồng hết mua cái miếng này để đây nè, cái mình đó. Còn mấy cái gì này nè, cả nhà mình bắn mấy cái clip này vô nè, mình bấm sát vô. Nãy đi mua mấy cái gì này, một cây như vậy 200 mấy cái nha. Với lại hó mua thùng màu sơn nè, hó mua thùng màu sơn để coi bữa giờ mình sửa nhà, mình ginh đồ này cái nọ, chỗ nào nó dơ, nó quẹt chúng nó dơ thì hó sẽ sơn ngay chỗ đó. Giống như mấy cái chỗ này nè, nó dính, nó dơ nè, thì họ sẽ, chỗ nào dơ thì mình sẽ sơn ngay chỗ đó thôi. Chứ cái màu sơn này mới sơn không bao lâu á cả nhà. Đó, lau chùi gì sạch sẽ hết rồi nè. Bây giờ còn chờ chồng họ làm mấy cái đinh tinh xong rồi dẹp hết rồi, bắt đầu mới lôi đồ ra. Còn mấy cái này cái nọ là họ bông kiển này cái nọ họ rửa hết rồi. Vô anh cho chừng té vô đây, té nha vô anh. Chắc làm gì á? Uống nước. Ừ, đưa em nữa rồi nó uống. Giờ coi em đây nữa, không có gì mà chơi, đi bếp luôn nha. Nhà sao có một cái quần. Phải biết đi. Cái đồ rửa nó.
lây quay á, một ngày của gia đình tay qua xây lại, rồi tuần tới mấy đứa con nó nghỉ một tuần, ông bà cô chú ơi, rồi bây giờ ha chuẩn bị lịch trình ở nhà ha, coi nó đòi hỏi cái gì nè, phải phục vụ nó nè ông bà chú ơi. Video hết sẽ kết thúc ở đây á, ông bà cô chú thương yêu gia đình nhỏ, mà cô chú đăng ký like share cho gia đình nhỏ, cảm ơn ông bà chú rất nhiều. Hẹn ông bà cô chú vào clip sau, bye bye đi con, bye bye, dắt, ừ, ôi nó đứng trên cao mà nó cũng bye bye, rồi đi xuống nè.